Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2017. Chúng ta cũng đi vô cái phẩm Đa Văn. Và hôm nay mình sẽ học đến bài kệ thứ 3. Bài kệ này sư ông dịch thế này: đó là học rộng có thể giúp ta diệt trừ được sự lo lắng, sống quan lạc trong định, thuyết giảng pháp cam lộ và tới được Niết Bàn. Đây là một bài kệ có cái nghĩa rất là thâm sâu. Mình chép tặng cho các vị trước rồi chúng ta đi vô cái bài kệ này. Đa văn năng trừ ưu. Năng dĩ định vi quan. Thiện thiết cam lộ pháp. Thiện thiết cam lộ pháp. Tự trí đắc nê hoàng. Có vài từ ở đây nó hơi lạ đối với chúng ta. Ví dụ như cái từ nê hoàng này, thưa các vị, là dịch âm từ Niết Bàn. Sau này thì người ta dịch lại chuẩn mực hơn, tức là dịch từ Niết Bàn. Nhưng mà ngày đầu Phật giáo mới đến Trung Hoa thì người ta dùng cái từ Nê Hoàng. Và các sư Nam truyền thì hay dùng cái từ là Niết Bàn. Cái từ đó mà chúng ta nên làm quen. Và cái từ này họ dịch âm, chứ không phải dịch nghĩa. Nirvana của tiếng Phạn dịch ra là Niết Bàn. Nếu ta phát âm theo cái tiếng Hoa thì nó rất là gần với cái chữ Nirvana. Thế nhưng mà dịch nghĩa thì nó hàm nghĩa rằng là đại tịch diệt, hoặc diệt, hoặc tịch diệt. Cái từ nó như vậy đó. Mình viết vài từ để cho các vị. Hay là diệt độ. Những cái từ này nó hàm nghĩa như thế này: tắt ngấm hết những phiền não, gọi là Niết Bàn. Ý nghĩa thứ hai dễ hiểu nó là thế này: thưa các vị, Niết Bàn không phải là một cảnh giới để mình đi về, xin về. Mình nói hàm nghĩa rằng là cái trạng thái này nó có ngay từ tự tâm của các vị. Khi tâm các vị sạch hết tham sân si, sạch hết phiền não, sạch hết cái hạt giống của sinh tử lậu hoặc thì đạt đến Niết Bàn. Và nếu người ta dùng một cách dễ hiểu hơn nữa là thế này: ngay nơi hình hài của các vị, ngay thân sinh diệt của các vị, ngay nơi những buồn vui của các vị, những nghĩ suy miệt mài của các vị, nếu khéo thì các vị nhận ra được cái trạng thái tâm tịch lặng, không có buồn vui, không lo phiền muộn, nó luôn là sống động, hiện tiền, tỉnh tại, thì các vị thể nhập được Niết Bàn ngay bây giờ, ngay ở đây. Niết Bàn là trạng thái của tự tâm, chứ không phải là một cảnh giới. Nó hàm nghĩa rằng là ngay trong hiện đời này, các vị có thể chứng nghiệm được cái trạng thái này, đoạn đứt phiền não khổ đau ngay hiện thời, đoạn đứt cái con đường dâm cái hạt giống để cho các vị tử tử sinh sinh lại. Cho nên đài tịch diệt hay diệt hay diệt độ nó cùng có một nghĩa như vậy mà thôi. Mình lặp lại là Niết Bàn là một trạng thái của tự tâm mà các vị đang có nghe. Nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Mình đồng nhất mình với buồn vui thì mình đắm chìm trong phiền não, và mình bị nhận chìm ở trong khổ ải một đời và nhiều đời. Mình không có đồng nhất mình vào những trạng thái đó. Mình quay ngược lại, mình tìm ra được ngay nơi thân tâm này có một trạng thái tịch lặng, an lạc, sống được với điều này thì gọi là đạt đến Niết Bàn. Đó là cái nghĩa gần gũi dễ hiểu. Thế rồi để cho nó dễ hiểu hơn nữa thì thế này: trong ta nó có một cái trạng thái như buồn, như vui, như hờn, như giận.
Nó có một cái trạng thái là những tiếng nói rầm rì quyên thiên trong ta, nó luôn nhóm chợ chúng ta. Thế nhưng mà cùng một lúc ta cũng có thể làm được một việc, đó là ta nhận diện được những cái buồn vui hờn giận đang cuồn cuộn đi ngang qua. Ta cũng nhận diện được cái trạng thái đang ồn ào phố chợ, và cái năng lực đang quan sát, năng lực đang nhận diện, cái năng lực đang nhìn thấy, nó không dính với cái trạng thái buồn vui hờn giận đang sinh đang diệt phía trước. Buồn vui hờn giận chẳng qua nó chỉ là một loại cảm xúc, nó là một loại cảm thọ, nó đang rượt đuổi ngang tâm thức của ta, mà ta là trạng thái tâm thức rỗng lặng, vô nhiễm, không sinh không diệt. Hay nói cách khác, của ta là trạng thái đang quan sát được tất cả những buồn vui. Và khi các vị nhận ra điều này ngay nơi chính tự tâm của các vị, thì các vị nhận ra cái bản chất niết bàn đã có sẵn nghe. Cái việc còn lại của công trình tu nó không có chi là ghê gớm cả. Chẳng qua là mình sống với điều này, sống trong trạng thái này, và luôn an trú trong trạng thái này thì gọi là đang chứng nghiệm được trạng thái niết bàn hữu dư, tức là hữu dư y niết bàn. Cũng hàm nghĩa rằng là đã đạt được niết bàn nhưng vẫn còn thân sinh tử. Do vậy cho nên thân ta đau, ta ốm, ta tật bệnh, ta chết, nó còn một chút dư nghiệp của thân này thôi. Nhưng mà lúc bây giờ thực sự an trú được trong thể niết bàn rồi. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ mà mình thường hay vận dụng, đó là cái bản trắng này nó được gọi là thể niết bàn. Thế rồi người ta viết những dòng chữ lên, người ta vẽ hình lên. Thưa các vị, là hai tầng á, hình vẽ thì nó là biểu tượng của buồn vui. Dòng chữ mình viết thì nó không có cái dạng buồn vui, không có thần linh, không có ma quỷ gì cả. Nhưng mà từ những dòng chữ đó, người ta có thể cho nó một cái ý nghĩa nhất định. Ví dụ như mình viết một câu là A Di Đà Phật, người ta nghĩ rằng đây là Phật. Mình viết một câu thô lỗ thì ta nghĩ đây là một tiếng chửi thầm thì. Thế thì hình vẽ nè, chữ viết nè, nó đều là cái hiện tượng tạm có rồi mình xóa mất. Nhưng mà bản trắng thì không bao giờ mất cả. Thì các vị hình dung là cái thể niết bàn nó vốn có sẵn. Còn những ý nghĩ của các vị chẳng qua đó là nó là một dạng tạm có, sinh diệt, chạy ngang qua. Và hình vẽ của chúng ta trên tấm bản này nó cũng là một loại sinh diệt đến đi ngang qua. Nó không phải là thật, không phải là thực chất của các bạn. Từ cái ví dụ này các vị nhận diện lại ngay nơi sinh thân của các vị, nếu có cái phẩm tính như vậy, ngộ ra điều này, thì nhà thiền đó là thấy được tâm, nhận ra thể Phật của chính ta. Và nhận ra điều này thì cái việc tu, thưa các vị, nó trở thành nhẹ nhàng, thanh thản. Nó trở thành một trò chơi đó. Anh an trú trong cái thể tâm tràn đầy cái ánh sáng nhận biết như vậy, anh mỉm cười nhận diện những buồn, những vui đến đi. Nó không phải là cái việc chi thực tập ghê gớm cả. Nó chẳng qua chỉ là một trò chơi. An trú trong cái tâm thể như vậy để quan sát những buồn vui sinh diệt, quan sát những lo âu phiền muộn đến đi, quan sát những ý nghĩ đang thầm thì ngược xuôi thôi. Hay nói cách khác là ta đang thưởng thức tất cả những cái trạng thái ấy đang cuồn cuộn đi ngang qua trước mắt ta mà không dính chi với ta cả. Cho nên cái năng lực tu của người như vậy, thưa các vị, không hao tốn công sức mà rất là hiệu quả. Điều thứ hai nữa là tu nhưng mà kỳ thực nó không có cái chi gọi là dụng công, không có chi là cực nhọc, không có chi là khó khăn cả. Chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi. Xưa giờ mình cứ đồng nhất mình vào vui buồn, thế rồi mình tìm cái cách là trị liệu buồn vui, trị liệu bất an, trị liệu khổ não. Nhưng mà kỳ thực là tất cả những cái thứ là buồn, là vui, là khổ não, là bất an, là lo âu, là sầu muộn, bản chất của nó không có thật. Bản chất của nó là sinh diệt đến đi ngang qua.
Do vì mình cứ nghĩ nó là thật. Mình thấy cái nỗi buồn là mình, bất hạnh là mình, lâu là mình. Trong khi chỉ cần quay ngược lại nhìn nó thôi, thì bản chất của nó luôn sinh diệt đến đi, nó biến mất. Thế thì tu là một loại trò chơi, một loại thưởng thức, nhận diện cảm xúc mình đến đi, mỉm cười nhận diện nó, chứ không phải là cái chuyện gì phải dụng công và cực khổ. Nói theo cái truyền thống Đại Thừa là không có phiền não để đoạn, không có niết bàn để chứng là như vậy. Bản chất của anh xưa giờ không phải là phiền não. Anh lầm nghĩ rằng anh là phiền não thôi. Bây giờ anh chỉ cần trở ngược về, anh thấy đúng cái bản chất của anh như vậy, thế thì phiền não liền tự rớt. Anh là con người đang thấy phiền não đang sinh đang diệt, chứ anh không phải là phiền não. Anh là người thấy nỗi khổ, niềm vui, bất an, phiền muộn đang đến đang đi, chứ anh không hề là những thứ ấy. Thấy đúng như vậy thì anh hết phiền não thôi. Cái sự tu tập chẳng qua là nhận diện cho đúng ta thôi. Cho nên khởi năng lực trí tuệ để chứng nghiệm được niết bàn, chứ không phải là công phu gì để chứng niết bàn cả. Thế cho nên cái phẩm quảng học đa văn này đòi hỏi chúng ta, thưa các vị, là mở rộng được kiến thức hữu lậu trước, tức là học kinh văn trước. Từ đó các vị có một cái nhìn rất là chính đáng, rất là đúng với chính pháp của Phật. Thế thì các vị tự mình chứng nghiệm được trí tuệ, tự mình thành tựu được an lạc giải thoát. An lạc giải thoát nó không phải là một công phu mày mò cực nhọc rượt đuổi tìm cầu gì ở bên ngoài các vị. Phải làm cái chi đi có, thưa không, nó đã có sẵn. Do vậy cho nên những cái từ này, thưa các vị, nó hàm một cái nghĩa rằng là bản chất niết bàn đã tự có. Điều thứ hai, các vị đừng đồng nhất các vị vào những cái giả dối, đừng đồng nhất các vị vào những cái sinh diệt, thì nó hiển lộ ra cái bản chất bất sinh diệt của các vị, gọi là niết bàn. Thế là mình xóa phần này, mình chép cái bản dịch bằng tiếng Việt. Dịch bằng văn xuôi thì sư ông dịch rất là dễ hiểu, nhưng mà mình muốn gom nó lại thành một cái loại thi kệ dễ nhớ, 4 câu thôi. Học rộng trừ lo âu, học rộng trừ lo âu, sống an lạc trong định, khéo giảng pháp cam lộ, hay là cam lộ pháp cũng được, đạt đến quả niết bàn. Nghĩ chắc các vị ai biết tiếng Tàu chép được rồi hả? Đa văn năng trừ ưu, năng chỉ định vi hoan, thiện thuyết cam lộ pháp, tự trí đắc niết bàn. Cái người đa văn á, điều đầu tiên nó phát sinh đó là họ sẽ loại trừ sạch được những lo âu, những buồn phiền, những trống vắng của tâm thức nha. Tâm thức của mình nó dính với nhiều điều lắm. Điều thứ nhất là nếu nó không kiếm được sự lo âu thì nó cũng tìm ra những cái nỗi phiền muộn từ đáy lòng để nó làm việc. Tức là nó cần một vấn đề để nó dính vô, để nó nghĩ suy, để nó có việc làm. Và thông thường đây là bệnh chung của chúng ta. Chúng ta cất tất cả những nỗi niềm của chúng ta trong quá khứ vào một góc tối của lòng mình, để dành khi những trời đông trở lạnh, nó không có việc làm, cái tâm oai nó lên, nó gặm nhấm mình. Có những người, thưa các vị, họ dám chắc chứa cái nỗi ưu phiền 50-60 năm mà không bỏ nghe, để làm vốn, hay nói cách khác để làm của gia bảo á, dành làm của báo. Tại vì không có thì không sống được, ta rất cần. Và điều thứ ba dễ phát sinh là nếu nó không có lo âu, nó không có những nỗi niềm của quá khứ tràn về, thì nó rất là cảm thấy trống trải, cảm thấy là lòng mình sao nó trống trải quá,
nó hoang lưu quá, nó cô đơn quá, cho nên rất là cần gọi bạn, gọi bè, rất là cần đi phố. Và có nhiều người không biết việc chi làm, cho nên họ để mỗi góc một hũ thức ăn. Họ đến chỗ này ăn miếng, chỗ kia ăn miếng, mở tủ lạnh ra kiếm thức ăn. Cũng là cái dạng tâm thức rất là trống trải á, cho nên nó rất là cần. Một là không bỏ nó vô trong tâm thức được thì cũng bỏ vô ngoài cơ thể. Đây là cái điều tự nhiên ấy. Trong khi đó thì cái năng lực học của các vị làm phát triển kiến thức của các vị, nó giúp cho các vị tự nhiên là các vị cảm thấy giàu có, cảm thấy hỷ lạc, cảm thấy lòng mình tràn đầy, cho nên không có nhu cầu mời buồn giận lên, không có nhu cầu mời những lo âu đến, cũng không có nhu cầu cảm thấy lòng mình nó trống trải, nó cô đơn. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái năng lực học Phật pháp á, nó giúp cho các vị tự nhiên là đạt đến định rất dễ. Chưa nói tuệ nghe. Đi vô công trình học Phật pháp, nghiên cứu Phật pháp, mỗi ngày đọc một bài kinh. Cái điều đặc biệt là những lời Phật dạy đều là những ngôn ngữ được tuôn chảy ra từ trí tuệ siêu thế của bậc giác ngộ. Do vậy, cho nên không một lời nào gieo vào tâm thức các vị và làm cho các vị tăng trưởng thêm tập khí xấu cả, không có. Tăng trưởng tuệ giác, tăng trưởng định. Lời bằng giác ngộ 26 thế kỷ trước cho tới hôm nay vẫn còn mới nha. Thế mà mình là người con Phật, dù là người cư sĩ hay là người xuất gia chi, một ngày không đọc một bài kinh của Phật là bất hiếu á. Một ngày không học một vài câu kệ là mình phản bội với gia nghiệp của Đức Giác Ngộ à. Bậc đạo sư rất giàu chứ không phải nghèo khó đâu nghe. Thế mà chúng ta lại không có dành thì giờ đầu tư cho cái công trình học. Chúng ta cứ thả trôi cuộc đời mình bồng bềnh. Tệ hơn nữa, đối với người xuất gia, mỗi ngày mà chúng ta để cho phiền não nó quân tập vào, thay vì nuôi trí tuệ thì mình lại nuôi phiền não. Và khi phiền não nó đi vô từng ngày, thưa các vị, cái phẩm chất đời sống tu của chúng ta nó không có thăng hoa được, mà chắc chắn một điều rằng là nó càng ngày càng tệ xuống, làm cho chúng ta càng ngày có khi càng hợm hỉnh, kiêu ngạo, tánh tình khó ưa, ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn. Tất cả những cái loại tập khí xấu nó có thể phát sinh. Trong khi đó thì mình phát triển được cái năng lực là đọc học kinh của Thế Tôn từng ngày. Thưa các vị, mình nuôi dưỡng được định, nuôi dưỡng được tuệ. Cho nên năng dĩ định di quang là như vậy. Mình đốt một nén trầm, ngồi xếp chân ký già, đọc từng trang kinh. Để các vị thấy là một niềm vui tuyệt vời, nhẹ, thâm trầm, sâu lắng. Không có niềm vui nào bằng niềm vui của các vị thiền tọa đọc kinh cả. Chừng như mình thấy các thầy xuất gia mà không đầu tư thì giờ trong việc học về, mình thấy mình rất giận nha. Giận. Người mới tu, thưa các vị, 3 năm đầu các vị phải học tối chết à. Học tối chết. Đừng nghĩ xuất gia rồi được làm sa di hoặc được thọ tỳ kheo 5 năm rồi mà buông lơi chuyện học, thứ không. 10 năm học luật sau khi thọ tỳ kheo để hoàn thiện nhân cách của ông thầy tu ạ. Còn không thì đứng đi thô sơ, nói năng lởm cởm, hành vi tư cách không đủ phẩm tính của một người xuất gia. Thế thì mình làm tình làm tội cho tăng đoàn của nhà Phật. Ở trong tương lai các vị trở thành một vị hạ lạp 20-30 tuổi, càng khó khăn vô cùng để các vị học. Lúc bây giờ cái tự mãn về vị thầy đã thọ tỳ kheo nó lớn trong tâm thức các vị, cho nên các vị không chịu nghe ai dạy, các vị cũng chẳng buồn học với ai. Thế thì nó rất khó khăn, và vô hình trung trở thành một nhóm tặc trụ tỳ kheo nghe, tức là cái giặc ở trong nhà Phật.
Cái này Đức Thế Tôn gọi chứ không phải mình gọi nghe. Nguyễn tên tặc trụ thì kheo. Cho nên thưa các vị hãy nhớ nghe, mình không có trực tiếp làm y chỉ sư cho các vị sa di, nhưng mà mình luôn theo dõi các vị. Các vị nên lưu ý nghe, cái cách ngồi các vị, cách đi các vị, cái ăn cái uống của các vị, đừng nghĩ rằng là con mắt của mình không nhìn thấy. Cho nên xin hãy nhớ là người tu lấy pháp Phật làm niềm vui, lấy pháp Phật làm niềm vui, lấy công trình học làm giàu có đời mình. Nếu các vị còn chưa đào tạo được mình có được cái phẩm tính như vậy, cái niềm đam mê tu học như vậy, thưa đại chúng là tốt hơn về nhà thế rồi. Làm ra của ra tiền, làm để có tiền đóng thuế cho chính phủ mà có lợi ích hơn nghe. Còn nếu các vị không đầu tư đời sống mình cho xứng đáng, thưa các vị rất là tội nghiệp cho thế hệ tương lai. Tại vì trong tương lai các vị sẽ làm những vị thầy hướng dẫn Phật tử tu tập, hướng dẫn người xuất gia sau lưng các vị. Cho nên hãy nhớ. Và mình nghĩ rằng là cái điều này mình cần phải nói thôi. Tại vì bằng không thì các vị cứ nghĩ rằng là cuộc đời đi vô chùa, thọ giới, qua quýt rồi được làm người tu là xong việc chứ chưa. Chỉ mới bắt đầu thôi nghe. Bắt đầu thôi. Tỳ kheo 10 năm học luật để cho uy nghi được củng cố, để cho cái phẩm chất tăng nó chói sáng, để cho cái đời sống mình trở thành một bậc thầy có nhân cách cao quý, để trong tương lai cái vị làm cho hưng thịnh Phật Pháp. May mắn của chúng ta là chúng ta luyện mình vào đời sống của tăng đoàn, có được cái điều kiện tuyệt vời để chúng ta thực tập, mà chúng ta lại lơ là từng ngày. Thế thì mình cô phụ mình, cô phụ thầy, cô phụ tổ và cô phụ Đức Thế Tôn mà. Cho nên xin hãy lấy công phu học Phật Pháp làm nền tảng phát triển định, phát triển tuệ. Hai điều. Điều thứ ba nó sẽ tới đó là chi? Thưa các vị là mình mà không học Phật Pháp, không tư duy, không thiền quán, không có cái phẩm chất cao quý của người xuất gia thấm nhuần đạo hạnh, trong tương lai các vị làm thầy thiên hạ, các vị chỉ dạy vớ vẩn đạo đức xã hội đời thường hoặc tâm lý mà thôi nghe. Các vị không thể dạy Phật Pháp cho người ta được. Các vị không thể kế thừa được tuệ giác của Như Lai. Nhiều lắm là các vị có khả năng thông tuệ, có miệng lưỡi trơn tru, các vị nói vớ vẩn về chuyện đời, trích dẫn đầu trên xóm dưới thôi, nhưng mà không thể truyền đạt được dòng giải chánh pháp thực sự, tự giác thực sự của bậc siêu thế đến cho con người. Tại sao ta phải xuất gia làm người tu? Thưa các vị, tại vì mình muốn thừa hưởng được trọn vẹn dòng giải chánh pháp từ một bậc giác ngộ. Do vậy cho nên mình luyện hẳn đời sống mình vào chùa, kế thừa dòng giải chánh pháp hẳn hoi, để mình có thể làm cho hưng thịnh dòng giải chánh pháp của Phật, thắp sáng ngọn đèn pháp của Đức Như Lai. Thế Tôn có một câu chuyện trong kinh Bách Vũ rất hay như thế này, để nói về cái vai trò của tăng sĩ và không phải tăng sĩ nghe. Thế Tôn nói có một tên ăn trộm, nó vô hoàng cung nhà vua, nó ăn trộm mũ miệng áo dài khăn của nhà vua. Thế rồi các quan túa ra các nơi bắt gặp tên ăn trộm, nó đang khiêng một vali vương miện hoàng bào của nhà vua về. Thế thì người ta vô thập cổ đó, họ chứ là mi vô hoàng cung mới lấy trộm đồ của hoàng đế. Nó khóc, đồ này của bố mẹ tôi mà, của tổ truyền nhiều đời của tôi mà. Thế rồi lôi cổ nó về hoàng đế. Hoàng đế nói ồ, quá ra gia đình của anh giàu có vậy hả, đồ đạc này của bố mẹ anh hả? Nói vâng, của bố mẹ tôi. Hoàng đế nói đâu ngươi thử ăn mặc cái thứ này vô thử coi. Tên trộm nó không biết cách làm sao để mặc cả. Hoàng đế thì người ta đã từng vận hoàng bào và chích khăn đội mũ mang hia theo cái tuần tự nhất định, họ biết ăn mặc thế nào thì hợp lý của một hoàng đế.
Thế rồi ông trộm kia thì nó nào hề biết, cho nên nó lấy cái áo nó mặc làm cái quần, nó không biết mang dài ra làm sao. Tức là phẩm phục của hoàng đế phải là hoàng đế và con hoàng đế mới biết nghe. Còn những kẻ bá vơ ở ngoài trộm đồ hoàng đế thì không biết cách để mặc ra làm sao cả. Thế tôi dùng cái ví dụ này bảo rằng là dòng dõi Như Lai là dòng sư tử. Dòng dõi Như Lai là dòng sư tử. Chỉ có sư tử con mới giống được cái tiếng gầm của loài sư tử mà thôi. Chỉ có những người xuất gia làm con lớn của Như Lai mới có thể học hỏi, truyền đạt, tu tập, thành tựu được pháp giải thoát, truyền đạt lại cho người. Do vậy, thưa các vị, chúng ta luyện mình vào đời sống người xuất gia không phải là dễ vui qua ngày nhé, mà các vị phải tự nuôi dưỡng mình, tự nâng đỡ mình, tự làm mình trưởng thành từng ngày với cái dòng dõi của một loài sư tử, để trong tương lai hoàn thiện được pháp học, hoàn thiện được pháp tu, các vị mới có thể giống được tiếng rống của loài sư tử, mới gầm được tiếng gầm mà giả thú phải khiếp phục. Còn không thì nhiều lắm là ta chỉ có một cái trình độ nhân thế thôi, ta có thể dạy được thiên hạ về tâm lý xã hội đời thường, về đạo đức xã hội làm người, còn pháp giải thoát không dạy được. Cho nên thưa các vị, người học rộng mới có thể thuyết được cam lồ pháp vị cho người nghe là như vậy. Tự trí đắc nơi hoàng, tức là tự đưa mình, tự đặt mình lên, tự thành tựu quả vị niết bàn giải thoát. Hàm nghĩa thứ hai, thưa các vị, chỉ có người có khả năng học, có khả năng tu, hoàn thiện được học và hạnh mới có thể giúp người đạt đến quả giải thoát và niết bàn. Còn mình là nghèo nàn quá, thưa các vị, khả năng của mình rất là hạn chế, do vậy cho nên mình không giúp được mình và không giúp được người nghe. Đó là mình giải thích bốn câu kệ này một cách dễ hiểu để cho các vị đi vào, các vị thấy là từng lời của Kinh Pháp Cú chúng ta phải rất là cẩn trọng học. Cái bản này bữa nay nó khó chịu ha. Viết thì dễ mà số thì khó. Này nó cũng giống như tâm của mình vậy. Nhiễm tập khí thì dễ mà xóa này thì đâu dễ đâu. Thế là mình đi vô cái phần giải thích thêm để cho các vị có một cái nhìn tỏ tường hơn. Đó là điều thứ nhất mình nói về hai lối học. Một là học rộng đối với nhân gian á. Hai là đối với người tu. Thưa các vị, là chừng như trong đời hay là trong đạo chia cái vấn đề quảng học, tức là vấn đề đa văn, vấn đề học rộng, nó không dư bao giờ. Xã hội trong quá khứ, xã hội hiện tại, ở Đông Phương cũng như ở Tây Phương, cái con người mà xã hội này tôn vinh và nể trọng không phải là họ giàu, mà con người họ được kính trọng trong cuộc đời là nhân cách của họ, nhân cách của họ. Có những tên nhà giàu, thế nhưng mà họ khinh thường, tại vì họ không có nhân cách. Giàu mà hèn á. Thế nhưng mà có những người nghèo nhưng mà sang mà quý á. Giàu nó không phải đi đâu với sang thôi các vị. Có khi người ta giàu nhưng mà ta không sang, do vì cái tên nó rất là bần tiện, nó chỉ biết hắn thôi. Hắn nhân cách không có. Cho nên làm ra tiền là một việc, nhưng mà xài tiền nó mới biểu lộ cái nhân cách cao quý cùng không cao quý của anh nhé. Có tiền thì giống nhau, nhưng mà cái cách xài tiền nó nói được cái con người đó quý trọng trong xã hội ra làm sao. Thế cho nên thưa các vị, cái học đầu tiên nó làm thành cái nhân cách của người ta, do vậy cho nên nó trở thành của quý là như vậy.
Nhân cách cộng với tài năng, hai cái điều này thưa các vị chừng như là không xã hội nào không ngưỡng mộ cả, không một vùng văn hóa nào không kính trọng cả, không một gia đình nào không ước mơ có những con người như vậy trong đời sống của họ cả. Thế cho nên với nhân gian thì cái học ở nhân gian mà rộng bao nhiêu á thì nó trở thành của quý cho người ta bấy nhiêu. Điều thứ hai thưa các vị, đối với người năng lực của họ yếu kém á, có khi họ rất là mặc cảm, họ lo âu và sợ sệt. Nhưng mà những con người có năng lực thực sự á, thì điều thứ nhất là họ can trường, tức là họ có khí phách, họ không biết sợ nghe. Ta hình dung rằng là mình quản lý một cơ sở, mình là ông chủ có tài thiệt á, thì không có sợ một nhân viên nào cả. Tại vì tất cả những việc nó làm mình đều làm được, nhân viên nó chỉ sợ mình thôi chứ mình không biết sợ ai cả. Nguyên tắc là như vậy nghe. Còn mình là một người lãnh đạo mà thiếu tài, không có năng lực, thì thưa các vị, mình phải trông chờ, phải ỷ lại, phải nương tựa vào một người nào đó để có thể duy trì được cơ sở, để có thể làm ra của ra tiền. Còn nếu anh thực sự là người có tài thì anh rất là hiên ngang. Điều thứ hai, cái năng lực mà tài ba nó lên đến độ cao rồi thì thưa các vị, tự nhiên nó có được cái sự dễ thương, nó là rất khiêm tốn nè. Người ta vượt lên đến đỉnh núi cao rồi, người ta thấy rằng chừng như nhiều đỉnh núi cao lắm, ta chỉ đứng ở một đỉnh thôi, ta không thể đứng hết các đỉnh núi. Nhưng mà cái học chúng ta còn là rất thấp, chúng ta giống như là leo lưng chừng núi thôi, nhìn vào vách núi chỉ nghĩ rằng cái núi ta đang leo, ta đang đứng đó là cao nhất, mà ta chưa thấy nơi nào cao hơn nữa cả. Thế cho nên học đến một cái mức độ cao vời, người ta dễ trở thành khiêm tốn hơn, ta dễ thương hơn. Còn học cái kiểu chập chờn ba mớ thì dễ ghét chứ không dễ thương nghe. Tại chừng như mình thấy là mình đủ rồi, tự mãn, không ai bằng mình cả. Đây là cái học ở nhân gian, nó đã làm cho người ta trở thành có một cái phẩm chất cao quý như vậy, dễ thương như vậy, sáng giá như vậy. Và người đó thưa các vị, họ hiên ngang, họ khí phách, họ không biết sợ sệt là gì. Giữa trần đời này họ không biết ngán ai cả. Tại vì con người như vậy luyện nơi đâu họ cũng là tỏa sáng hết, không cần nương vào một ai, một mình đứng trên hai chân của họ thôi. Đây là cái sắc thái đặc thù lối học ở nhân gian, nó đã cao quý như vậy. Thế là đối với người tu, thưa các vị, cái công trình của người tu là cái công trình không phải chúng ta phấn đấu để có danh, để được tỏa sáng trước mọi người, thưa không. Công trình của người tu là công trình của những con người cảm thấy là tất cả những cái điều nhân thế đã thành đạt được, nó rất là phù phiếm, lay quay, chẳng qua là kiếm chút lợi, kiếm chút danh, kiếm chút tiện nghi của đời sống thôi chứ không hơn điều này. Thế là đời sống nào, đến một cái lúc nào đó thưa các vị, tuổi già, bao nhiêu tài năng của các vị cũng trôi theo với nước chảy. Đến một lúc nào đó, người thân của các vị dù muốn hay không muốn gì các vị cũng phải giả từ. Đến một lúc nào đó, dù cho các vị có của có tiền, có lợi có danh, có chức có quyền, có trình độ tri thức như thế nào, các vị cũng bỏ người này này vào cho các bụi, các vị đi và cõi mịt mù thôi. Thế cho nên điều đầu tiên nên nhận diện rằng là với người tu, cái con đường của họ không phải là cái con đường hướng ngoại, con đường hướng ngoại để thành đạt chuyện nọ chuyện kia, mà con đường người tu là con đường hướng nội nhé. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là để thành đạt được một con người tu á, điều đầu tiên anh phải có một cái nền tảng tâm thức tốt hơn những người tốt ở nhân gian, tốt hơn những người tốt nhân gian ấy. Tốt thường thường làm người tu thưa các vị rất khó vững, không thể vươn đời sống lên cao được. Hay nói cái khác, cái phước hữu lậu người tu nó phải đủ giàu, đủ dày, nó làm thành một chân đế vô cùng vững, để từ cái nền tảng của người xuất gia anh mới có thể làm cho đời sống anh nó vươn lên như một kim tự tháp. Cái nền phước hữu lậu mà không vững
Thưa các vị, rất khó để trở thành một người tu trong tương lai có thể làm được công trình cống hiến Phật Pháp cho nhân gian. Nhiều lắm thì ta chỉ là một người tu sống lững đững qua ngày, kiếm miếng ăn gọi là nhờ ơn Phật để sống qua ngày thôi. Mình không thể trở thành một người xuất gia nghiêng vai gánh vác đại pháp của Như Lai nghe. Cái từ trong chữ Hán rất hay, đó là nghiêng cái đôi vai gánh vác chánh pháp của Phật. Người xuất gia đúng nghĩa là như vậy. Thế cho nên phải là những người tốt hơn những người tốt, thông minh hơn những người thông minh, cao quý hơn những người cao quý. Và điều này nó sinh ra từ tâm thức của các vị, từ cái năng lực vươn lên từng ngày không bao giờ dừng của các vị. Chứ đừng nghĩ rằng là chúng ta sinh ra có được cái phẩm tính như vậy. Không, anh là người bình thường giữa trần đời, nhưng anh luyện vào đạo, anh có được môi trường tu tập tốt, anh có được cái điều kiện học hành. Thế thì anh tự củng cố anh, tự hoàn thiện anh, tự nâng anh lên từng ngày như vậy. Đây là căn bản của người tu. Điều thứ hai, cái học của người xuất gia, thưa các vị, nó không bao giờ được dừng nghe. Nó chỉ được phép dừng khi anh chứng được niết bàn thôi, chứ còn anh còn đang ở trong cái tình trạng là đang dần dần bò lên quả thánh thì không được phép dừng một ngày nào cả. Không có một phút giây nào gọi là phút giây nghỉ ngơi của người tu cả. Luyện mình vào đời sống tu thì anh thách thức với cái chuyện là mỗi ngày, mỗi tiếng, mỗi ngày, mỗi tiếng, mỗi ngày phiền não trong tâm thức anh phải vơi. Mỗi ngày phẩm chất đời sống anh phải dâng cao. Mỗi ngày thánh hạnh anh nó phải trưởng thành theo với cái bước đường, giống như là từ mới xuất gia anh như một đứa bé. Được Tam Bảo nuôi dưỡng, được pháp lành của Phật nuôi dưỡng, anh trưởng thành từng ngày, từng ngày, từng ngày. Cho nên ý thứ hai đối với người xuất gia, thưa các vị, là cái khả năng tinh tấn của họ, khả năng tu tập của họ, nó bền bỉ liên tục không dừng, không dừng. Không hề nghĩa rằng là mình chạy nước rút, mà hàm nghĩa rằng là mỗi một bước, mỗi một giờ sống trong đạo là mỗi một giờ mình làm cho đời sống mình nó dâng lên, dâng lên. Mà nếu anh không làm được điều này thì thưa các vị là có chừng lâm vô cái tình trạng khó khăn, đó là anh bị tật bệnh trong chốn già lam ạ. Tật bệnh tức là bị còi xương, nó không lớn được á. Giống như người ta bỏ khoai lên bếp người ta nấu 5-3 phút ta nhắc xuống, làm 3 lần như vậy thì khoai sượng mất, không chín nữa, trở thành cái củ khoai vứt đi. Người tu là như vậy nghe. Đó là đối với người tu nó rất là quan trọng như vậy. Thế rồi mình chia ra 2 giới. Thưa các vị, người nam xuất gia và người nữ xuất gia nó có 2 cái dạng rất là khác biệt nghe. Người nam, thưa các vị, cơ thể của họ những cái biến động sinh tâm lý nó không có lớn. Cả một đời họ chừng như là nó rất là bình thường, nó tuôn chảy như nước chảy thôi. Thế nhưng mà người nữ á, cơ thể của họ nó đầy những biến động. Tuổi thiếu niên qua tuổi thành niên là một biến động lớn. Tuổi thành niên bước qua giai đoạn chuyển tiếp để trở về già, trở thành một người già, thưa các vị, là một giai đoạn biến động vô cùng lớn. Cơ thể nó đầy những thách thức. Tại vì cái cấu tạo sinh tâm lý người ta như vậy thôi. Thế cho nên nếu người nữ xuất gia mà các vị không có pháp hành trì, các vị không học tới nơi tới chốn, thì lâm vô cái tình trạng vô cùng khó khăn. Đó là những biến động của giai đoạn chuyển tiếp đó, nó tạo thành một cái sự khó khăn vô cùng trong đời sống tu tập. Không biết pháp hành trì, không tu tập định và tuệ, không đầu tư năng lực cho cái việc học, thì sẽ tới một cái lúc cơ thể chúng ta nó lâm vô rất là nhiều nỗi khó khăn, rồi nó biến thành một cái loại tật bệnh của tâm lý. Không khéo rồi, hồi mới tu thì rất dễ thương nghe. 15, 17 tuổi cho tới 30 tuổi, 40 tuổi dường như còn dễ thương. Thế nhưng mà đi vào tuổi 50, 60 rồi coi chừng là tâm thức chúng ta nó bị biến đổi một cách rất là kỳ lạ. Tự nhiên mình bất thường, tự nhiên tâm thức mình nó đầy sự ganh tị và đôi khi cay độc.
Các vị đọc những cái loại sách người ta viết về những dòng tu kính của Kitô, các vị thấy điều này ngay. Và ngày xưa, thưa các vị, mình nói Đà Lạt, mình tiếp xúc với những cái truyền thống tu của các vị Master, truyền thống Thiên Chúa, thì hầu như là dân Đà Lạt ai cũng biết điều này. Các Master phụ trách những cái công trình bệnh viện là một nè, công trình từ thiện là hai nè, các bà dường như là cai độc. Đành rằng có một số họ rất là hiền lành, dễ thương, người ta gọi là hiền như Master, cũng đúng. Thế nhưng mà đó là một số thành phần, họ tiếp xúc xã hội, họ sống hài hòa, họ có sự tu tập, họ có tấm lòng phụng sự, họ cân bằng sinh tâm lý. Còn một số trong dòng tu kính, thưa các vị, họ trở thành những người rất là khó tính, rất là cay độc. Mình dùng cái từ chuẩn lắm nghe. Cho nên hai giới xuất gia, nam giới thì họ phất phơ thì còn có thể tha được, nhưng mà nếu là những người nữ xuất gia, thưa các vị nên lưu ý về điều này. Tại vì hai cái cấu trúc của cơ thể nó có sự khác biệt rất lớn như vậy. Đây là từ dòng chảy sinh tâm lý nhân gian, nhận diện về tất cả những cái sinh hoạt trong đạo, các vị nhận ra ngay ngay. Cụ thể nhất, thưa các vị, Tỳ kheo tăng chỉ có 250 giới thôi, nhưng mà Tỳ kheo ni tới 348 giới ạ. Do vì những biến động sinh tâm lý nó làm thành những cái chướng tật, cho nên Đức Thế Tôn tùy theo cái bệnh của những loại chúng sinh trên trần gian này mà chế tác giới pháp thôi. Thưa các vị, mình trình bày điều này để cho các vị am tường về điều này, các vị tu thôi nghe. Chứ còn sự thật thì mình không có cái gì gọi là kỳ thị trong đây cả. Thánh giới của Phật không đặt căn cứ trên văn hóa xã hội đời thường về vấn đề nam nữ kỳ thị gì cả. Ngài đặt căn cứ trên nền tảng nghiệp thức của chúng sinh trên hành tinh này nghe. Tuệ giác Như Lai là tuệ giác siêu thế. Pháp chế Như Lai chế định không hề là vì con người một thời ở Ấn Độ xa xưa nghe, là vì tất cả chúng sinh của hành tinh này, của nghiệp thức người nữ, nghiệp thức người nam, chứ không phải là vì văn hóa Ấn Độ, văn hóa Trung Hoa, văn hóa Mỹ Châu gì cả, không hề có chuyện đó. Cho nên hai lối học ở nhân gian, thưa các vị, người ta thả bồng bềnh trong đời sống tử sinh, ta chấp nhận cái chuyện nổi chìm trong bể dục thì tha được, người ta có quyền nghe. Còn với người xuất gia chúng ta, càng nhất là ba phần kinh luật lượng, các vị phải tham cứu, các vị phải học. Và nhất là với người nữ xuất gia thì cái yêu cầu nó càng cao hơn người nam rất là nhiều. Đây là hai điều mình gợi ý để cho các vị thấy hai cách học nhân gian và trong đạo, nó đều đòi hỏi chúng ta đầu tư tất cả cái sinh lực của mình trong đời sống để tu học. Điều thứ hai mình gợi ý ở đây một điều, đó là mình nói về cái công trình bằng pháp nghe. Điều thứ hai mình nói về cái con thuyền đưa người đến giải thoát. Thưa các vị, là cái công trình này là công trình mà tất cả người xuất gia không có từ chối được. Các vị xuất gia, cái điều đòi hỏi của người xuất gia là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy bằng pháp làm công việc bình thường nghe. Giống như là cái chuyện đi làm, kiếm ra tiền, mua sắm và sống một đời sống bình thường, đó là chuyện của người nhân thế. Thế thì cái chuyện người xuất gia, thưa các vị, là cái chuyện hoằng pháp, lợi sinh, chuyện giảng kinh, cái chuyện dạy người ta tu, cái chuyện xây dựng chúng, cái chuyện sống hài hòa trong đạo. Đó là chuyện bình thường, kể như cái chuyện nhà phải làm thôi. Giống như rửa chén, quét nhà, làm ra của tiền, vân vân. Không có gì ghê gớm đối với người tu. Công trình hoằng pháp nó không có gì là ghê gớm đối với người tu cả. Việc anh phải làm như vậy thôi. Thưa các vị, là chừng như những trung tâm tu của chúng ta, chúng ta không có làm chi để kiếm sống qua ngày cả nghe. Chúng ta chỉ có làm một việc, đó rằng là một là dạy người ta tu, hai là mở những khóa tu,
Đành rằng có những vấn đề nó đặt ra cho đại chúng là khi mà khóa tu quá nhiều thì đại chúng rên rỉ bảo rằng sao quá mệt, không có thời giờ. Thế nhưng các vị hình dung rằng là những việc chúng ta làm ở đây đối với những khóa tu chúng ta có mặt chừng như nó không đáng là chi so với những cái công trình của các chùa dưới phố ta kiếm sống qua ngày. Các vị có hình dung rằng là 12 giờ khuya trong nursing home, trong bệnh viện, người sắp mất, người đang thoi thóp thở, người ta cần đến các vị tới để các vị tụng kinh thì nửa khuya phải xách xe đi vô bệnh viện niệm Phật cho người ta, tụng kinh cho người ta. Và cái chuyện tiếp xúc với xác chết, cái chuyện đưa xác người vô lò thiêu, cái chuyện tụng kinh sớm tụng kinh chiều là chuyện bình thường để có thể có được miếng sống qua ngày nghe. Còn chúng ta chừng như là mình sống một đời sống rất ư là tiện nghi và an ổn giữa núi rừng. Chúng ta chỉ làm một việc rằng mở những khóa tu, các nơi Phật tử tới, người ta đến với mình người ta tu, rồi cái số tiền người ta đóng tiền phụ phí, tức là đóng cái tiền chi phí sinh hoạt đó, nó dư ra được một chút để cho chúng ta tự nuôi sống mình. Tức là cái nghề chúng ta cũng là nghề kiếm sống, nhưng mà cái nghề kiếm sống của đại chúng rất là cao quý. Cao quý ở chỗ là mình không có vác xác chạy tới nhà ai để kiếm tiền, mình ngồi tại chỗ thôi. Người ta tới, người ta sinh hoạt với mình, người ta đóng tiền, rồi mình nuôi người ta bằng pháp, người ta nuôi lại mình bằng một chút gạo cơm, thế thôi. Thế cho nên ý thức về điều này, đại chúng đừng có nghĩ rằng mà mình làm như thế là cực nhọc, những khóa tu sao quá dày, không thì giờ. Thưa các vị, so với những già lam tự viện khác thì chúng ta dường như là cái công tác rất nhẹ, chẳng đáng là chi cả, chẳng đáng là chi cả. Chừng như khi nào có khóa tu hơi dày, làm việc hơi cực, chúng ta kêu rên chỉ tưởng chừng như là chết tới nơi. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, so với người, so với những già lam tự viện khác, dường như cái việc chúng ta làm chẳng đáng là chi đâu nghe. Đó là việc thứ nhất, để các vị thấy rằng cái trách nhiệm của chúng ta, cái việc này là việc phải làm của chúng ta. Những người cư sĩ Phật tử, những thiền sinh tới đây là những mảnh ruộng. Người ta đem ruộng phước tới để cho các vị gieo hạt mầm Phật Pháp vào. Không có lý do gì mình từ chối được. Và nếu ta không có hạt giống tốt, thế thì thưa các vị chắc chắn rằng là người ta đến được một lần, sau đó người ta không bao giờ đến nữa. Cho nên cái nhu cầu học đó làm nền tảng cho cái công trình hoằng pháp của các vị. Các vị có thể cùng với một đại chúng đi giảng dạy Phật Pháp, hoặc các vị ở tại nơi đây. Thế nhưng mà mỗi một người tu sĩ, thưa các vị, là biểu hiện của đạo đức, biểu hiện của sự cao quý, biểu hiện của sự an lạc. Người ta đến với các vị không cần học gì nhiều, bằng ngôn ngữ của các vị, bằng những bài pháp của các vị, nhưng mà học với các vị từ cái cung cách đứng đi nói cười cư xử với nhau giữa các vị và những người thiền sinh đến. Đây là những bài học sống động trực tiếp, làm thành cái niềm cảm hứng vô cùng lớn đối với những người đến đây để người ta tu học với chúng ta. Thế rồi mình nhìn vào công trình này, mình thấy rằng là nếu mình là một người không có phẩm chất của cái công trình tu học đàng hoàng, thế thì thưa các vị, mình phản bội với, không những là với lời dạy Đức Thế Tôn, với trách nhiệm mình đang có, mà phản bội với niềm tin của những người thiền sinh và Phật tử đến đây tu học với ta. Trong khi cái công trình hoằng pháp là công trình của tất cả người xuất gia đều phải làm. Đó là mình nói về người xuất gia. Ngay cái thần giáo, thạnh giáo thôi đã thu phục nhân tâm, đã có thể truyền đạt được pháp. Thứ hai là khẩu giáo. Thưa các vị, thân với khẩu không phải là hai nha. Thân với khẩu là một. Cái năng lực tu của anh ra làm sao thì anh biểu hiện nó ra, miệng ra làm vậy. Năng lực tu bên trong anh ra làm sao thì thân anh nó biểu hiện ra làm vậy.
Tâm của anh có tu tập, có sự hài hòa, có sự ổn định, nó có sự bình lặng nhất định, nó có thấm được Phật pháp. Thế thì anh nói năng, anh hành xử, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, vân vân, nó đều tỏa sáng cái năng lực chánh niệm là một, tỏa sáng cái năng lực bình an là hai, biểu hiện được cái sự hạnh phúc anh đang có trong nội tâm là ba. Nếu nội tâm anh không có những điều này, thưa các vị, dù mình có nói cho trời rải mưa hoa cúng dường cũng không nghĩa lý gì cả, cũng không có thể giúp được ai, càng không có gieo được hạt mầm Phật pháp vào tâm thức của người nghe. Đây là cái thất bại thứ nhất đối với công trình, đối với công trình hoằng pháp. Thất bại thứ hai là một người trong nội chúng tu tập, mình không có bản chất, không có phẩm tính của sự tu tập cho đến nơi đến chốn. Thế thì các vị sẽ trở thành cái gai giữa lòng đại chúng nghe. Đời sống của các vị, cách nói năng của các vị, hành xử của các vị, nghĩ suy của các vị, nó trở thành rất là gai góc. Nhìn là phê bình phán xét, nói là trách cứ oán hờn, làm thì thưa các vị giống như là mình muốn xúc phạm, muốn gây hấn với người. Thế thì người đó trở thành là cái gai trong đại chúng. Mình trở thành nỗi bất an của chính mình, bất hạnh của chính mình, gây thêm sự bất hạnh cho đại chúng, rất là tội nghiệp. Đây là cái tình trạng thiếu học, thiếu tu. Cho nên đối với công trình hoằng pháp, hướng ngoại, hướng nội gì mình đều thất bại cả. Trường hợp ngược lại, các vị là những người có học, có tu, điều đầu tiên nó phát sinh rất dễ, nó là tâm ta an định, tâm ta an trú trong pháp. Cho nên không hề có cái chuyện là nhìn người phê bình phán xét, nói năng trách cứ oán hờn, làm việc gây tổn thương xúc phạm, mà trái lại là nói năng thì lời hòa ái dễ chịu, nghĩ tới người luôn nghĩ về việc đẹp của người. Những điều ta thể hiện trong cuộc đời luôn thể hiện bằng cái sự hòa ái, dễ thương, sống chan hòa trong đại chúng. Thế thì con người này, thưa các vị, bản thân của họ là một phẩm chất tuyệt vời cho con đường hoằng pháp, là một biểu hiện tuyệt vời nhất của hàng tăng sĩ trong đạo Phật. Đây là mình nói về công trình hoằng pháp ngoại vi thôi nghe. Công trình thứ hai là con thuyền đưa người đến giải thoát. Thưa các vị, là cái con đường các vị dạy người, giúp người tu tập á, nó có nhiều cấp độ nghe. Ví dụ như cấp độ đầu tiên đó là kích phát tâm bồ đề của người. Điều thứ hai là phát sinh tuệ giác cho người đó. Điều thứ ba, giúp người ngộ đạo. Điều thứ tư là giúp người đạt đến, mình phân ra là 4 tầng đi. Thưa các vị, là giúp cho người ta kích phát được cái tâm bồ đề, có hàm nghĩa rằng là tạo được cái nguồn cảm hứng cho người ta khi gặp mình. Kỳ thực rằng là một người tu có phẩm hạnh thực sự, thế thì cái cách hành xử nói năng, cái cách biểu hiện của họ, nó không cần nhiều. Có khi rót một cốc trà, có khi gật đầu chào, có khi nói vài câu thôi, thế nhưng mà tự nhiên là tạo được cái niềm cảm hứng cho người, để cho người đến được với đạo. Họ cảm thấy rằng là đi đâu thì đi, nhưng mà hình ảnh của người tu tự nhiên nó làm một ấn tượng rất lớn, họ không quên. Gặp một người như vậy thì, thưa các vị, đó là một cơ may của người ta. Những lúc bình thường không nói làm chi, chợt những lúc sao động, bất an, nạn tai hoạn họa, tự nhiên họ nhớ về hình ảnh của người tu. Hình ảnh người tu như một cái mũi neo rồi sống họ lại, giúp cho họ vượt thoát nỗi khổ nghe. Đây là kích phát bồ đề tâm ở mức độ cạn thôi, mức độ sâu xa hơn. Thưa các vị, hình ảnh người tu có khi một lần nhìn thấy rồi, họ khởi tâm lành, họ muốn xuất gia tu. Đây là kích phát bồ đề tâm rất mạnh. Chuyện này nó không có lạ lùng gì cả. Các vị nhớ rằng là Sĩ Đạt Ta đầu tiên đi dạo qua 4 cửa thành đó, 3 cửa đầu
thấy người già, người bệnh, người chết. Cửa thứ tư thấy một vị sa môn là ngài quyết lòng là vượt thành xuất gia. Đây là kích pháp Bồ Đề Tâm đó. Và chỉ có những người có năng lực tu thực sự thì họ làm được điều này thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, là những người có cơ hội tiếp xúc với ta, gần gũi ta, nghe những điều ta truyền đạt giảng dạy. Nếu ta có nỗ lực thực sự, là một người tu có phẩm chất thực sự, thì nó làm phát sinh rất dễ, nó là làm cho tuệ giác nơi người kia phát sinh. Nhân gian gặp nhau thì họ làm quà cho nhau những cái câu chuyện thị phi, nói xấu ông A, nói xấu bà B để làm vui lòng nhau. Thế nhưng người tu chúng ta, thưa các vị, có đôi khi vài ba câu thôi làm phát sinh tuệ giác nơi người khác, xoay chiều cái nhận biết của họ. Có khi họ đang chìm ngập trong khổ đau, mình chỉ cần 5 phút nói chuyện, gỡ bỏ được những khổ đau của người kia xuống, làm cho khổ đau đó có khi nó tồn tại 50 năm mà trong một phút giây nó bị đốt cháy sạch. Đây là năng lực tu ở tầng cao làm được điều này. Điều thứ ba, giúp người ngộ đạo có hàm nghĩa rằng là, thưa các vị, làm cho họ ngay hiện thời nhận ra cái gì là cái vui phù du tạm bợ, cái gì là cái sinh diệt vô thường, cái gì nơi tự thân của họ là cái bản chất thực chưa từng sinh chưa từng diệt. Thấy được điều này, có niềm tin với điều này, đi vào con đường thực tập, gọi là giúp cho người ta ngộ đạo. Điều cuối cùng, thưa các vị, thấy được đạo nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi nghe. Giống như gõ vô cánh cửa vừa mở thôi, nhưng mà anh đi vô được cửa, sống luôn trong đó mới là chuyện quan trọng. Thế thì với những bậc thiện tri thức, họ làm được việc thứ nhất là họ có năng lực tâm linh rất mạnh, cho nên họ chỉ cần đẩy một phát là anh nhào vô cái cửa đạo. Hay nói cách khác, giống như các vị thiền sư trong quá khứ, khai thị anh có khi không phải bằng một bài pháp, vài câu thôi. Điều này nó đòi hỏi hai phía. Cái phía người học đạo, họ đã chuẩn bị tâm thức một cách lâu dài, giống như ly nước đã gần tràn rồi, vị thầy chỉ cần nhỏ thêm một giọt nữa thì nó tràn ly. Giống như là ngài Huệ Khả thưa với Đạt Ma rằng là tâm con bất an, xin thầy ban cho con pháp an tâm. Đạt Ma biểu rằng là mi đem cái tâm bất an ra đây ta an cho, chỉ cần một câu nói thôi làm cho cái ly nước gần đầy tự nhiên nó tràn. Thế cho nên cái điều thứ tư này đòi hỏi nơi bậc thầy có một trình độ tâm linh vô cùng sắc bén, vô cùng lớn lao, vô cùng thâm sâu. Đòi hỏi người học có một trình độ tương đương để có thể nghe một lời thể nghiệm được đạo và chứng nghiệm được an lạc giải thoát ngay hiện tiền. Đây là trình độ thứ tư. Cho nên thưa các vị, thiết cao lộ pháp nó có hai phần á. Cạn đó là cái công trình hoằng pháp ngoại vi thôi, hướng ngoại thôi, giúp người. Nhưng mà công trình sâu xa hơn đó là bản thân của người xuất gia có được cái phẩm chất tu, có được cái năng lực học Phật pháp đủ dày, tạo thành một cái nguồn lực vô cùng mạnh, vô cùng thâm sâu để có thể giúp cho người ta ngay hiện đời thành tựu được an lạc, chứng nghiệm được niết bàn. Đủ rồi, ta nghĩ sớm nói nhiều cũng nói gần đó thôi. Cho nên để cho các vị chiêm nghiệm bài học này, để thấy rằng là từng câu kinh pháp cú Phật dạy rất thâm sâu. Chúng ta cứ lơ là, chúng ta nghĩ rằng là đọc qua qua rồi xong, thư không. Các vị để trang kinh pháp cú trước mặt, các vị trầm tư, các vị học để các vị thấy rằng lời của bậc giác ngộ thâm sâu là vậy. Chúng ta sẽ để dành tuần sau học tiếp. Mà không biết tuần sau các vị có bị bận Noel không? Không bận biểu chi hả? Học nữa hả? Quan hỷ. Dường như hôm nay các vị có mặt hơi đông quá nhé. Ai mới học tuần này cho mình biết thứ ai mới học đầu tiên.
Ủa đông vậy? Cái chương này thưa các vị có tới 19 bài cũng xoay quanh một chủ đề, vấn đề học rộng thôi. Nghe nhiều học rộng, cái từ ở trong Kinh Văn gọi như vậy, quán học đa văn, tức là học rộng nghe nhiều. Có tới 19 bài như thế này, chúng ta mới học tới bài thứ 3 thôi. Và bộ Kết Một Đàng Hoa Sư Ông Dịch này có tới 750 mấy bài kinh như vậy đó, 750 mấy bài, khoảng chừng 5 năm mới hết. Chắc cũng chẳng có ai có gan học tới 5 năm, học vài ba buổi rồi chạy mất hết. 5 năm là chuyện không có thể có. Những anh xuất gia ở đây thì quả mai có thể theo học, nhưng mà các vị thì học cho vui 3 tháng hoặc là học vài tuần. Và hy vọng rằng là tương lai cô Mẫn Nghiêm cô sẽ dịch cái văn bản này bằng tiếng Anh. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.